bên đây. Cái của xe hồ rất đỏ ha.
bắt tay rồi. Ủa bữa mua hai cái rồi giờ mua nữa hả? Bắt tay nào, còn lấy cái kia xài luôn ơi, cái đó đang chép á, cái đầu xanh xanh đó thấy không? Thấy cục xanh xanh không? À đúng rồi, lấy nó xài luôn ơi, hai chục cơ. Để trên ghế chú đi. Dạ rồi. Có nắp không? Nắp hả? Mở ngay chỗ cái tủ này nè. Chỉ vậy. Cái tủ vô trong nữa. Tủ đó, ngăn kênh. Đó, coi cái nắp đó. Đó, cái xanh xanh đó, đúng rồi. Rồi coi nắp lấy, còn không coi cái nào đó lấy cũng được. Đó không? Rồi. Cái xe hồ nó hơi đỏ nè. Đưa rồi con. Đưa rồi xong qua nãy tính đưa nữa hả? Được. Thằng trĩ lén ghê phải. Thank you.
À, cái gì? Thank you.
rồi phụ nữ.
này bắt sẵn là 750 bạn ơi, còn nếu mà nguyên tổ thì 400 một ký ha. Rưỡi một lít ha, còn nếu mà con ký thì 400 một ký nguyên tổ như vậy nè. À, tự dắt hoặc là mình dắt cũng được. Ờ, mình ở xa ra Hàm Đất bạn ơi, ngay quán sen đi lên tí nữa. Đây, ổ này quá ngon nè, này mập đúng đã. Xa ra Hàm Đất nha, nếu Phan Thiết thì ship luôn. Con này đúng mọc già luôn. Nếu mà muốn lấy thì để lại số điện thoại cho mình nha, ship cho. Cái này mà ong ruồi nha, ong ruồi. Đây, ong ruồi nó có cây kèo ở giữa nè, nhìn rất là dễ biết ha. Để lại điện thoại cái gì chắc xong mình gọi cho. Mật này bảo đảm là mật ong rừng luôn nha, chứ không phải ong ruồi đâu. Ong ruồi thì ta không được đâu nha. Tự trả vậy. Nhưng mà mình mất tiêu ta. Yeah.
2 lít dắt nào giờ. Giống với cản gà vô trời. Y chang cản gà. Say chưa?
ừ nóng máy chết.